Truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay có tin đặc biệt sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi nhận được, vào buổi sáng hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại sân bay Rostov phía bắc của nước Đức, một máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đã hạ cánh. Chiếc máy bay đã mang theo 1,2 triệu khẩu trang và dụng cụ bảo hộ y tế dành cho bang Mecklenburg-Vorpommern, Cộng hòa Liên bang Đức. Đi cùng chuyến bay, có một số người Đức và người Việt Nam vừa qua bị kẹt ở Việt Nam do đại dịch virus corona gây ra, nay mới có dịp trở lại nước Đức. Ra sân bay đón nhận hàng có đại diện của Bộ Nội vụ và Phó Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern. Việc chuyên chở 1,2 triệu chiếc khẩu trang cùng dụng cụ bảo hộ y tế trong bối cảnh đại dịch đang lây lan là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Đây cũng là kết quả của mối tình hữu nghị Việt Đức được xây dựng tốt đẹp trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc trong nhiều chục năm qua. Xin kính chúc mọi người sức khỏe, cùng nhau vượt qua đại dịch virus corona. Nhà báo Huy Thắng xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.